Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào các em. Như vậy là ở trong các bài học trước thì chúng ta đã được học về các loại chuyển động rồi. Ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục được học về một loại tính chất rất là đặc biệt của chuyển động. Đó là gì? Mời các em theo dõi ví dụ sau đây. Ở đây thì cô có một người lái xe ô tô đang ngồi trên chiếc xe ô tô đi thẳng về phía trước. Câu hỏi đặt ra của cô đối với các em là: vậy thì người lái xe này có đang chuyển động hay không? Nếu như mà cô hỏi như vậy thì chắc chắn là có bạn sẽ nói là chứ người lái xe này đang chuyển động. Có bạn lại nói là người lái xe này đang đứng yên, đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải nhắc lại một chút về cái định nghĩa của chuyển động. Chuyển động cơ là gì nhỉ? Là sự thay đổi vị trí của một vật, so với các vật khác theo thời gian, đúng không? Vậy thì nếu cô xét cái mặt đường, thì sẽ thấy là người lái xe này có đang chuyển động nhỉ? Có đang chuyển động về phía trước, đúng không? Còn nếu mà cô xét so với chính cái ô tô thì rõ ràng là vị trí của người lái xe này, thì không hề có sự thay đổi so với cái ô tô. Cho nên là nếu mà so với cái ô tô thì người lái xe này đang ngồi yên. Đó. Vì sao lại có sự khác biệt này? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài số 6, tính tương đối của chuyển động. Nhé. Ở bài học này thì nhiều bạn thắc mắc, là vậy thì tính tương đối là gì? Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là chúng ta sẽ bàn về tính tương đối là gì nhé. Ở đây thì khi mà nói về tính tương đối ấy, thì nhà bác học Einstein có một câu nói rất là hay. Đó là một giờ ngồi trên đống than thì một giờ ngồi trên đống than đỏ lửa thì dài đằng đẵng, nhưng một giờ ngồi bên cạnh cô gái đẹp thì sẽ thấy rất là nhanh chóng, đúng không? Vậy thì tức là cùng một giờ như vậy, nhưng đối với hai cái điều kiện, chúng ta so sánh hai điều kiện là ngồi trên đống than và so sánh với cái điều kiện là ngồi bên cạnh cô gái đẹp, thì một giờ đó lại thể hiện khác nhau. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái tính tương đối ấy, thì nó sẽ ám chỉ một số cái điều kiện được sử dụng để làm vật so sánh khi chúng ta đánh giá tính chất của một sự vật, sự việc nào đó. Và ở trong vật lý ấy, thì chúng ta sẽ thấy là một đại lượng sẽ xảy ra trong điều kiện A nhưng sẽ bị thay đổi khi sang điều kiện B. Và ở trong vật lý thì chúng ta sẽ khẳng định được rằng một đại lượng có tính tương đối khi nó xảy ra như thế này trong điều kiện A nhưng bị thay đổi trong điều kiện B. Ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta nghiên cứu về tính tương đối của chuyển động. Đó là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái tính tương đối này khi mà xét trong hai điều kiện, đó là hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động. Vậy thì hệ quy chiếu đứng yên là gì? Hệ quy chiếu chuyển động là gì? Chúng ta sẽ cùng đến với phần một nhỏ. Đó là hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động. Ở đây, khi mà cô gắn một hệ quy chiếu với những vật đứng yên, ví dụ như là bờ sông này hoặc là cái cây ấy, thì cô gắn hệ quy chiếu XOY với bờ sông chẳng hạn, thì cô gọi đó là hệ quy chiếu đứng yên. Tức là hệ quy chiếu gắn với cái bờ sông đứng yên là hệ quy chiếu đứng yên. Và chúng ta có thể nói là các hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với các vật đứng yên, đúng không nào? Và cái hệ quy chiếu ấy mà gắn với chiếc thuyền đây này, chiếc thuyền này đang chuyển động và cái hệ quy chiếu đó cũng sẽ chuyển động theo cùng với các cái vật chuyển động ấy, thì chúng ta gọi đó là hệ quy chiếu chuyển động. Tức là hệ quy chiếu gắn với chiếc thuyền này hoặc là gắn với các vật đang chuyển động thì chúng ta gọi là hệ quy chiếu chuyển động. Tóm lại này, hệ quy chiếu mà gắn với vật đứng yên, gắn với các vật đứng yên thì gọi là hệ quy chiếu đứng yên. Hệ quy chiếu mà gắn với các vật đang chuyển động thì gọi là hệ quy chiếu chuyển động nhé. Và ở trong đây chúng ta sẽ nghiên cứu về cái tính tương đối, tức là cái sự thay đổi của các đại lượng của chuyển động trong các hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động. Trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về tính tương đối của quỹ đạo.
Ở đây thì cô xét một chiếc van xe đạp trên một chiếc xe đạp như thế này này. Và nếu như cái hình ảnh này thì các bạn gặp rất là nhiều đúng không? Bạn đi xe đạp đến trường này, đi xe đạp đi ra chợ mua rau giúp mẹ chẳng hạn. Đó, thì nếu như mà các bạn là cái người lái xe ấy, bạn nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống phía bánh xe ấy, các bạn nhìn cái van xe đạp này thì sẽ thấy cái van xe đạp này quay tròn theo đúng cái bánh xe đúng không? Quay tròn theo cái bánh xe. Quay tròn theo bánh xe nhá. Nhưng mà nếu như một người khác đứng ở bên đường, đứng ở bên đường thì sẽ thấy là cái van xe đạp này này, nó vẽ thành một cái đường cong, được biểu diễn bằng cái đường nét đất như thế này. Đó. Vậy thì rõ ràng là quỹ đạo của chiếc van xe đạp này trong mắt người lái xe, tức là quỹ đạo của chiếc van xe đạp gắn với cái hệ quy chiếu chuyển động này này, hệ quy chiếu chuyển động thì là một đường tròn đúng không? Còn chuyển động, còn quỹ đạo của chiếc van xe đạp khi mà so sánh với cái hệ quy chiếu đứng yên là cái người đứng yên bên đường ấy thì sẽ là một đường cong. Vậy thì chúng ta kết luận được rằng là hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong những hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ là khác nhau. Hay tức là quỹ đạo chuyển động của vật thì có tính tương đối. Chúng ta vừa khẳng định rằng là quỹ đạo chuyển động của vật thì có tính tương đối rồi. Nhưng mà khi nghiên cứu chuyển động của một vật thì ngoài quỹ đạo ra, chúng ta còn cần phải chú ý đến cái gì nữa nhỉ? Chính xác chính là vận tốc chuyển động của vật. Vận tốc chuyển động của vật đúng không? Và vận tốc chuyển động của vật ấy thì liệu có tính tương đối giống như quỹ đạo hay không? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là tính tương đối của vận tốc. Ở đây thì cô xét chuyển động của một chiếc xe ô tô đang đi trên đường này. Đó. Vậy thì nếu như so với một người đang đứng ở ven đường thì chiếc xe, thì những người ngồi trên xe có chuyển động có vận tốc nhỉ? Chuyển động có vận tốc khác không đúng không? Chuyển động có vận tốc khác không? Bởi vì rõ ràng là chiếc xe đang đi đúng không? Cho nên những người trên xe cũng sẽ đang chuyển động có vận tốc. Nhưng nếu như so với bản thân chiếc xe ô tô thì những người đang ngồi trên xe chuyển động có chuyển động nhỉ? Và vận tốc của họ bằng bao nhiêu? Vận tốc của họ bằng không đúng không? Vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy là vận tốc của cái người ngồi trên xe ô tô kìa so với cái hệ quy chiếu đứng yên là so với cái người đứng bên đường. Và hệ quy chiếu chuyển động tức là so với cái xe ô tô thì là khác nhau đúng không? Nên chúng ta cũng sẽ khẳng định là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ khác nhau. Thì sẽ khác nhau. Và nếu như đối với các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau, tức là giống như hồi lúc đầu ấy, chúng ta nói về tính tương đối đúng không? Một đại lượng mà xảy ra như thế này trong điều kiện A nhưng bị thay đổi khi sang điều kiện B thì chúng ta nói là đại lượng đó có tính tương đối đúng không? Vậy thì chúng ta cũng có thể kết luận là vận tốc của vật thì có tính tương đối. Vậy thì chúng ta đã khẳng định là vận tốc của vật có tính tương đối rồi. Liệu có công thức nào để liên hệ vận tốc trong trường hợp này hay không? Thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là hệ thức cộng vận tốc. Và chúng ta sẽ xét trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp mà các vận tốc này cùng phương. Trường hợp mà các vận tốc này cùng phương nhá. Cô sẽ trường hợp mà các vận tốc cùng phương ấy thì là cái trường hợp mà phổ biến nhất trong cái chương trình vật lý lớp 10 cơ bản mà các bạn sẽ hay gặp. Ở đây chúng ta xét một ví dụ, đó là một chiếc bè. Một chiếc bè thì đang trôi trên sông. Chiếc bè này đang trôi trên sông. Và trên chiếc bè này thì có một bạn học sinh rất là nghịch ngợm. Bạn học sinh này thì đi từ cuối bè cho tới đầu bè, đi từ cuối chiếc bè cho tới đầu chiếc bè. Và khi mà bạn học sinh này chạm tới đầu chiếc bè rồi thì một người đứng bên đường, một người đứng bên đường đã nhìn thấy là cái độ dịch chuyển của chiếc bè là gì nhỉ? Là đoạn nào? Là đoạn AA phẩy đúng không? Là đoạn AA phẩy. Còn độ dịch chuyển của bạn học sinh này so với chính bản thân chiếc bè thì sẽ là đoạn A phẩy, B phẩy đúng không? Và độ dịch chuyển của bạn học sinh này trong mắt người đứng bên đường thì các bạn đoán sẽ là đoạn nào nhỉ? Chính xác, chính là đoạn A, B phẩy.
chính là đoạn AB phẳng. Đó. Và chúng ta sẽ thấy là vector AB phẳng thì bằng gì nhỉ? Bằng vector A phẳng đúng không? Cộng với vector A phẩy B phẩy đúng không? Chúng ta đã chèn vào giữa hai điểm A và B một điểm A phẩy. Đó. Và đây cô đảo lại một chút, đảo lại một chút thì cô được là vector AB phẩy AB, vector AB thì bằng vector A phẩy B phẩy này, chỉ đảo lại vị trí thôi. Cộng với vector AA phẩy cộng với vector AA phẩy. Ở đây chúng ta đang nghiên cứu về hệ thức cộng vận tốc, là chúng ta quan tâm tới vận tốc chuyển động của vật. Chúng ta đã có các vector độ rời rồi, đã có các vector độ rời đúng không? Làm thế nào đó để có thể tìm ra được vector vận tốc nhỉ? Chia cả hai vế cho delta t đúng không? Ta sẽ tiến hành chia cả hai vế cho delta t, thì chúng ta sẽ được là vector a b phẩy này chia cho delta t thì bằng vector a phẩy b phẩy chia cho delta t cộng với vector a a phẩy chia cho delta t. Mà a b phẩy là độ di chuyển gì nhỉ? Độ di chuyển của người đó so với cái người đứng ở bên bờ, tức là độ di chuyển của người so với bờ đúng không? Chia cho delta t thì thu được vận tốc gì nhỉ? Thu được vector vận tốc của người so với bờ nhá. Dấu bằng thì vẫn giữ nguyên rồi. Vector a phẩy b phẩy. Vector a phẩy b phẩy này, nhìn này, a phẩy b phẩy, chúng ta vừa nói là gì nhỉ? Là cái vector độ rời của người đó so với cái bè. Mà chia cho delta t thì sẽ ra được là vận tốc của người so với bè đúng không? Vận tốc của người so với bè. Và vector a phẩy, vector a phẩy chia cho delta t, a phẩy là vector độ rời của gì nhỉ? Của bè so với bờ đúng không? Vector của bè, độ rời của bè so với bờ mà chia cho delta t thì sẽ thu được là vận tốc của bè so với bờ. Nhưng mà khi mà các bạn làm các bài tập ấy, mà các bạn cứ người bờ, người bè bờ các thứ thì sẽ rất là dễ bị loạn. Cho nên chúng ta sẽ đặt cho gọn như sau. Chúng ta sẽ đặt người là một, cứ chỗ nào có từ người chúng ta thay vào một. Chỗ nào có từ người chúng ta thay vào một nhá. Cái vật mà chúng ta đặt là một ấy, thường là chúng ta sẽ đặt các vật chuyển động là một. Và chúng ta đặt bè là 2. Bè là 2. Chỗ nào có bè thay bằng số 2 đúng không? Và số 2 ấy, thì thường là gắn với hệ quy chiếu chuyển động đúng không? Hệ quy chiếu chuyển động. Và bờ chúng ta sẽ đặt là số 3. Số 3 này thường sẽ gắn với các hệ quy chiếu đương nhiên. Rồi bây giờ đặt xong rồi là chúng ta chỉ cần thay lại đúng không? Cứ chỗ nào có chữ người thay vào 1. Người bờ, à người bờ thì sẽ bằng 13, V 13 đúng không? Bằng người bè thì sẽ bằng 12 đúng không? Cộng bè bờ thì là 23. Đó thì chúng ta sẽ thu được là vector V 13 bằng vector V 12 cộng với vector V 23 cộng với vector V 23. Đó. Chú ý ở trong đây này, cái vector V 13 ấy là vector vận tốc của vật chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên, thì người ta sẽ gọi đó là vận tốc tuyệt đối. Vận tốc tuyệt đối nhé, cứ vận tốc của vật chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên thì gọi là vận tốc tuyệt đối. Còn V12, vector V12 kìa, là gì nhỉ? Của vật chuyển động so với hệ quy chiếu chuyển động thì chúng ta sẽ gọi là vector vận tốc tương đối, vector vận tốc tương đối nhé. Và vector V23 thì là của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên thì chúng ta sẽ gọi là cái vận tốc kéo theo, vận tốc kéo theo. Đó. Ở trong đây thì chúng ta sẽ xét trong hai trường hợp. Trường hợp A đó là hai vận tốc này cùng phương nhưng cùng chiều. Cùng phương cùng chiều thì chúng ta sẽ gặp trong những bài toán, ví dụ như trong hình của cô mô tả. Đó là gì nhỉ? Đó là thuyền trôi thế nào so với dòng nước nhỉ? Thuyền trôi cùng chiều dòng nước đúng không? Cùng chiều dòng nước. Trong những bài toán mà thuyền trôi cùng chiều dòng nước như thế này thì chúng ta sẽ biểu diễn là vector V, vector vận tốc tương đối ấy, cùng chiều với vector vận tốc kéo theo. Và vì thế vector vận tốc tuyệt đối bằng tổng của vector
vận tốc tương đối và với ô tô vận tốc kéo theo, V13 sẽ được biểu diễn như hình. Và trong đây, vì hai vận tốc cùng phương cùng chiều mà chúng ta thường chúng ta sẽ chọn cái chiều dương ấy ứng với chiều chuyển động của vật luôn, ứng với chiều chuyển động của vật luôn, thì chúng ta sẽ thu được là độ lớn của vector vận tốc tuyệt đối V13 sẽ bằng độ lớn của vận tốc, độ lớn của vận tốc tương đối đó là V12 cộng với độ lớn của vận tốc kéo theo đó là V23. Cứ chú ý là trong những trường hợp mà vận tốc cùng phương cùng chiều thì chúng ta sẽ dùng dấu cộng nhé. Vậy trong trường hợp mà hai vận tốc cùng phương nhưng lại ngược chiều thì chúng ta sẽ như thế nào? Đó, trong những trường hợp mà hai vận tốc cùng phương ngược chiều đúng không? Giống như trường hợp mà cô mô tả ở đây. Đó là chiếc thuyền thế nào? Đi ngược chiều dòng nước, đi ngược chiều dòng nước. Vậy thì chúng ta cũng vẽ như vậy thôi. Vẽ vận tốc V12. Đó, hướng sang bên này. Vận tốc V23 ngược chiều với V12 đúng không? Và vector V13 là vector vận tốc tuyệt đối thì hướng sang bên này. Đúng không? Nhưng mà do hai vector vận tốc này ngược chiều cho nên ý, về độ lớn của vector V13 thì sẽ bằng gì nhỉ? Bằng trị tuyệt đối của vector V12 trừ đi trị tuyệt đối của vector V23 nhé. Trị tuyệt đối của vector V23. Và thường là ở đây cô có một cái mẹo, đó là các bạn chú ý là mình sẽ chọn chiều dương ấy theo chiều của cái vận tốc nào mà có độ lớn, thường là sẽ chọn là theo chiều dương theo chiều chuyển động của vật nhé. Thường là sẽ chọn chiều dương theo chiều chuyển động của vật. Và khi đó thì chúng ta sẽ thu được V13 có thể là âm hoặc dương gì đó. Chúng ta có thể khẳng định được nó sẽ đi cùng chiều khi nào nhỉ? Đi cùng chiều dương khi mà nó có vận tốc dương đúng không? Còn đi ngược chiều dương khi mà nó có giá trị là âm. Rồi, vậy là chúng ta đã được học về công thức cộng vận tốc trong trường hợp mà hai vận tốc này cùng phương với nhau. Vậy nếu như trong trường hợp mà hai vận tốc này không cùng phương, cụ thể là trong trường hợp hai vận tốc vuông góc với nhau, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Và sẽ đến với phần tiếp theo, đó là trường hợp hai vận tốc vuông góc. Liệu trong trường hợp hai vận tốc vuông góc này, đó là trường hợp mà các bạn thường hay bắt gặp trong một số bài toán nâng cao đúng không? Trong một số bài sao hoặc là trong chương trình vật lý 10 nâng cao, thì liệu cái công thức cộng vận tốc mà chúng ta vừa thiết lập liệu có đúng hay không? Và hãy cùng theo dõi ví dụ sau đây nhé. Ở đây thì cô cũng xét một chiếc bè trôi trên sông và cũng có một bạn học sinh đi trên chiếc bè. Nhưng bạn học sinh này thì không đi dọc theo chiếc bè như bạn học sinh ở trường hợp đầu tiên nữa, mà bạn này lại đi vuông góc với chiếc bè, đi vuông góc với chiếc bè. Và khi đó ấy, thì một người đứng ở bên bờ sông sẽ thấy là chiếc bè dịch chuyển được một đoạn là A phẩy, dịch chuyển được một đoạn A phẩy. Còn bạn học sinh, người đứng bên bờ sông ấy, thì sẽ thấy bạn học sinh dịch chuyển được một đoạn AB phẩy. Nhưng nếu một bạn khác đứng ở trên cùng một chiếc bè này thì sẽ thấy bạn học sinh thế nào nhỉ? Chỉ di chuyển được đoạn A phẩy, B phẩy mà thôi. Và khi đó thì chúng ta cũng có như ở trong trường hợp trên, chúng ta có vector AB phẩy bằng vector AA phẩy cộng với vector A phẩy, B phẩy. Và cũng như trường hợp trên, nếu chúng ta muốn tìm vận tốc thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Chia cả hai vế cho delta t đúng không? Ở đây cô đảo lại một chút nhé, đảo lại một chút, đảo AB phẩy lên trước, đảo AA phẩy xuống sau. Và cũng thu được là vector AB phẩy chia cho delta t. AB phẩy là gì nhỉ? Là độ dịch chuyển của gì? Người so với bờ đúng không? Chia cho delta t thì được gì? Vận tốc của người so với bờ đúng không? Bằng gì? A phẩy B phẩy là độ dịch chuyển của gì nhỉ? Của người này so với cái bè đúng không? Chia cho delta t thì được vận tốc của người so với bè đúng không? Cộng với gì? Vector AA phẩy là vector dịch chuyển của bè so với bờ. Đó,
thì chỗ này chúng ta sẽ thu được vận tốc của bề so với bờ. Vậy thì kết luận chúng ta sẽ được là vận tốc của người so với bờ bằng vận tốc của người so với bề cộng vận tốc của bề so với bờ. Có khác gì so với cái trường hợp mà người đi dọc theo bè không nhỉ? Không khác đúng không? Và tương tự như phần trên, chúng ta cũng đặt người là 1, bè là 2, bờ là 3. Vậy thì chúng ta có thể thu được là V 1, 3 bằng với vector V 1, 2 cộng với V 2, 3 đúng không? Tức là thế này, khi mà làm các bài tập ấy, chúng ta sẽ thấy là người đi mà dọc theo bè hay là người đi vuông góc với bè thì là như nhau. Cho nên chúng ta có thể khẳng định là trong các trường hợp thì công thức này đều đúng đúng không? Công thức này đều đúng. Và khi mà làm bài tập ấy thì chúng ta sẽ, ví dụ người ta hỏi là vận tốc của người so với bờ, chúng ta có vận tốc của người so với bờ. Chúng ta muốn tìm cái V12 ấy, chúng ta chỉ cần chèn thêm cái điểm 2 vào. Chèn thêm điểm 2 vào đúng không? Chèn thêm này, người bờ này thì bằng người chèn thêm bè cộng với bè bờ đúng không? Đó. Đó là cách để chúng ta sẽ giải bài tập nhé. Và ở đây, về độ lớn, về độ lớn thì chúng ta có thể tính được V13 có cộng trừ như những trường hợp trên nữa không nhỉ? Rõ ràng đây là vuông góc. Thì chúng ta phải áp dụng gì? Định lý Pythagore và suy ra được độ lớn của vận tốc tuyệt đối thì sẽ được tính bằng công thức như sau. V13 bình phương thì sẽ bằng V12 bình phương cộng với V23 bình phương. Cộng với V23 bình phương. Tổng kết lại bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học những gì nhỉ? Trước tiên là quỹ đạo và vận tốc của một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau đúng không? Hay là quỹ đạo và vận tốc thì có tính tương đối. Thứ hai đó là công thức cộng vận tốc V13 thì bằng gì nhỉ? V12 cộng với V23. Cái này đúng trong cả hai trường hợp, đúng không? Và vận tốc tuyệt đối hay là cái V13 này này, vận tốc tuyệt đối này là vận tốc của vật này so với hệ quy chiếu đứng yên đúng không? Của vật so với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc tương đối thì sẽ là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động đúng không? Và vận tốc kéo theo thì sẽ là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. Rồi, vậy là chúng ta đã học một số kiến thức của bài này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa một số bài tập nhé. Trong số bài tập từ 1 đến 3 ấy, thì là các bài tập về lý thuyết. Thì các bạn chỉ cần xem lại video là các bạn có thể tự mình giải quyết được các bài tập đó rồi. Đây, cô sẽ bắt đầu chữa từ bài số 4 nhé. Bài số 4 thì người ta cho chúng ta đề bài như sau. Chọn một khẳng định đúng. Và người ta yêu cầu là khi đứng từ trái đất thì chúng ta sẽ thấy. Câu này dễ rồi đúng không? Chúng ta đang đứng ở trên trái đất. Cho nên chúng ta chỉ cần xem đáp án A, B, C, D, đáp án nào phù hợp với quan sát thông thường của chúng ta thì chọn. Câu A, mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất. Sai ngay từ ý đầu tiên, đó là mặt trời đứng yên đúng không? Mặt trời có đứng yên không nhỉ? Mặt trời không đứng yên đúng không? Mặt trời rõ ràng là mọc ở một bên, lặn một bên. Mặt trời không đứng yên, không chọn luôn. Câu B, mặt trời và trái đất đứng yên. Đọc ý đầu tiên quyết định không chọn luôn, bởi vì người ta lại nói là mặt trời đứng yên. Câu C, mặt trời đứng yên. Tiếp tục lại là một đáp án chúng ta sẽ không chọn. Và câu D, trái đất đứng yên, mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. Câu này đúng không nhỉ? Mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất, chính xác luôn. Vậy thì đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án D. Bài tập số 2 mà cô chữa đó là bài 7. Bài 7 thì cho chúng ta một chiếc ô tô chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc là 40 km/h. Ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc là 60 km/h. Và người ta yêu cầu chúng ta xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và vận tốc của ô tô A đối với ô tô B. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ giải bài toán bằng cách chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe đúng không? Bởi vì hai xe thế nào nhỉ? Nếu mà xe B đuổi theo xe ô tô A thì hai xe chuyển động cùng một hướng đúng không? Chúng ta sẽ chọn chiều dương là cái chiều chuyển động của hai cái xe này luôn. Và chúng ta sẽ gọi cái vector AD đó là vận tốc của A đối với đất. Đây chữ đất này, đất của D này. Cô sẽ gọi
với AD là vận tốc của A đối với đất. BD là vận tốc của xe B đối với đất, đúng không? B đối với đất này. BA là vận tốc của xe B đối với xe A, đúng không? BA là vận tốc của xe B đối với xe A. Vậy thì đề bài hỏi chúng ta là phải tìm ra VBA bằng bao nhiêu đi. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Trong đây có các vận tốc, có các vector vận tốc, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải nghĩ ngay tới là công thức cộng vận tốc, đúng không? Theo công thức cộng vận tốc thì chúng ta sẽ có VAD bằng gì nhỉ? Ta chèn thêm một điểm B vào giữa, đúng không? Bởi vì mục tiêu của chúng ta là phải tìm vector BA, cho nên chúng ta phải chèn điểm B vào giữa này. Ta sẽ thu được là VAD bằng gì? VAB cộng với VBD cộng với VBD. Vậy thì suy ra là VAB bằng gì nhỉ? Bằng vector VAD trừ đi vector VBD. Đó là bằng gì? Bằng vector vận tốc của CA đối với đất trừ đi vector vận tốc của CB đối với đất. Vậy thì khi này chúng ta chiếu cái phương trình này theo chiều dương ấy, thì sẽ thấy là VAB, AD và BD cùng theo chiều dương rồi. Ok, chiếu xuống thì chúng ta sẽ thu được là nếu cùng chiều dương rồi thì VAD sẽ bằng 40 luôn, đúng không? Dương 40 trừ đi dương 60, thu được là VAB sẽ bằng trừ 20 km/h. Dấu trừ này thể hiện cái gì các bạn nhỉ? Dấu trừ này thể hiện là vận tốc của A so với B sẽ là gì? Ngược chiều dương, đúng không? Cái vector vận tốc của A so với B sẽ là ngược chiều dương. Ngược chiều dương. Đó, chúng ta kết luận được là vận tốc của VAB ấy, thì sẽ hướng ngược chiều dương. Tức là vận tốc của CA so với CB thì sẽ hướng ngược chiều dương. Ngược lại, chúng ta sẽ có thể suy ra được là vector vận tốc VBA, đúng không? VBA. VBA là gì nhỉ? VBA thì bằng gì? Bằng trừ của VAB. Bằng trừ của VAB thì sẽ thu được là VBA thì sẽ bằng 20 km/h về giá trị. Và nó sẽ có hướng thế nào nhỉ? Nó sẽ có hướng cùng chiều dương, đúng không? Bởi vì VBA và VAB thì nó ngược nhau. Đó, chúng ta có thể suy ra được là VBA thì hướng theo chiều dương. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã được học các kiến thức về phần công thức cộng vận tốc rồi. Các bạn hãy về nhà xem lại video một lần nữa và tự mình giải nốt các bài tập trong sách bài tập và sách giáo khoa nhé. Hẹn gặp lại các em trong những bài tập tiếp theo. Chào tạm biệt các em. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.